Các bạn thấy cánh suối ở đây rất là đẹp không các bạn? Địa điểm mới đẹp mà thơ mộng nữa. Ở đây mà làm một buổi dã ngoại ngoài trời đúng đẹp tuyệt vời. Năm cái bảy nữa thôi. Đi có bảy nữa các bạn. Một con hoa hành nữa. Nãy giờ nói chung là thăm 4 năm cái bẫy rồi, mà 4 năm cái bẫy trước ở khu vực này mà không có rắn nên mình cắt luôn, mình không không có quay luôn các bạn, chỉ quay những cái bẫy mà dính rắn để cho nó đỡ nhàm chán. Tiếp tục một con hoa hành nữa các bạn. Để chúng ta không ra. Mới có 2 bữa mà con chuột nó cắn nát trên mấy cái bao để mà phủ cái lồng rắn mà. Chuột cắn nát trên luôn. Chuột chuột đi vô phá rồi. Cũng được. Gần nước toàn là mấy em hữu hành không. Cũng bự. Thu hoạch nay bữa nay là trúng bánh nha các bạn, Chúng thu bánh nó hoạch hành không à? thu hoạch cũng khá, trong đĩa bảy mà dính được con rắn là vui rồi, nó Cũng cảm thấy không cần thiết là rắn gì. Giờ có thể ôi trời ơi, là rút mạnh đi, rút mạnh đi, rút mạnh đi, rút mạnh đi, nó vô mất tiêu rồi. Ủa nhiều mạnh nhiều chưa, bữa gặp mấy hổ mang nhỏ nhỏ mình cũng ấn, trời ơi nó mua rút mạnh cũng đập chưa, chết giục luôn chứ mình cũng ít ít có bắt về, nguy hiểm quá. ôi con này nó rút mạnh ghê các bạn, mạnh luôn. Mấy mấy đợt mà mình quay rắn hổ mèo mà nhỏ nhỏ mình đập giục á chứ ít có để, rắn độc mà nguy hiểm, cũng không nên cầm về làm gì, bán nhà được 100 200 ngàn là nguy hiểm quá, lỡ nó cắn cái chết quêu. Rắn bự thì cầm về được tại giá trị nó lớn. Còn nhỏ mà đáng như tiền nó phun vô À, mắt chết. nó hay phun độc bậy lắm, lỡ nhỏ mà nó phun lỡ vô mắt đuôi mắt chết. Bây giờ mà đọc ngắn lâu này nó khó coi lắm rồi. Thu lòng gì luôn, hết chuột rồi. Hết chuột các bạn, thu lòng luôn. Bữa này kiếm chuột ra hiếm quá. Mình phải ra ráng mình săn chuột mới được, kiếm mớ chuột chứ khu vực này đang rắn rất là nhiều, bữa nào có chuột mình phải làm lại clip ở đây mới được, chứ không có chuột không không có đập bẫy lại được nữa. Chắc hẹn các bạn 2 tuần nữa để gom gom có chuột mới làm được. Câu một con cá ngon nè. Ôi, mấy người ta câu quá trời ngày bên đây này nha. Nè à, à, khu vực này là câu cá đúng bài luôn nhưng mà câu bên kia ngon hơn, vì chỉ sâu bên á. kia là nắng. Cảnh ở đây là đúng chắc miền quê các bạn, Cái này mà bẫy rắn bên mấy bụi tre kia là biết vào rồi, hơi bị nhiều rắn. sợ nước hơi sâu là không dám lậu qua, chứ qua bên đó mà bẫy rắn thì ngon hơn bên này, nhưng mà mỗi lần đi thăm ướt át cực lắm. Chừng nào mình thăm tiếp tục còn vài cái bẫy nữa rồi tụi mình cũng về các bạn. đã được một con hoành nữa. Hoành à? Cái chuột nó cắn nát cái bao à. Không còn cái gì nữa các bạn. Hôm nay là mổ hành muôn thở các bạn. Con rắn bây giờ cuối mùa nên là con rắn đánh đi ăn rồi. Mùa này cuối mùa nên rắn là nó mập hết rồi các Đi ăn rất là bạn. mạnh để Chứ không phải như rắn ngủ đông vậy mà ốm. Cuối mùa là nên nó chuẩn bị nó
chuẩn bị ngủ đông nên dần ra là nó bồi dưỡng rất là tốt, ngày nào nấy nó mập tròn do. Khá khá nè các bạn. Nặng rồi á, chắc cũng được ký mấy hai ký rồi á, rất là nặng luôn. Còn hai ba cái lồng nữa thông thông cho nó hết rồi. Nó ủ quá, khu vực này mới nhưng mà hết chuột rồi. Khu vực mới hiệu quả quá nhưng mà lại hết chuột mất. Chuột. Đây này tìm chuột ra mà. Cái con chuột nó cắn cái bao phủ lồng y như cái đống bông gòn luôn. Cắn nát tan tành luôn, không còn gì hết. Chuột luôn. Hết lồng luôn. Tiếp tục thăm bẫy các bạn. Còn vài cái nữa là tụi mình cũng kết thúc buổi thăm bẫy đó các bạn. Một con hoành nữa. Mày có hoành à? Có lấy vậy? Mình này như hai con hay sao? Mình đóng luôn. Như nó hai con á. Mở ra coi thử coi. Ồ, hai thêm có được hai con nhưng mà hai con nhỏ. Hai con nhỏ à? Hai con cặp. Cặp vô luôn. Một lòng hai con đó các bạn. Hay quá. Rồi bên này là trúng ổ là động ổ đúng không? Đụng lại một bầy rắn hóa hành rồi. Hôm nay là hóa hành toàn tập các bạn ơi. Hay quá. Chỗ này tại bữa mình đi câu cá mình thấy cái chỗ này ngon quá nên là mình đặt thử cho mới. Này hết lúa rồi mình đặt bằng vô leo luôn các bạn. Lâu lắm rồi mới dính lại được một lòng hai con các bạn. Đợt trước cũng dính một con hành với một con hổ ngựa rồi. Hai anh này không lớn lắm nha bạn. Thì đa số hai con là nhỏ gì hơn. Cái con bự làm sao mà dám vô là hai con được. Nhỏ từ nó vô nó không ăn được con chuột là con anh khác anh vô luôn. Ơ rồi. Xém mất luôn. Mình vô pha chạy mất tiêu quá. Ra mà không biết luôn ha. Ở đây là chỉ có quỳ lại nó thôi. Đưa ra cho các bạn coi luôn. Cái hôm nay các bạn, hôm nay là hổ hành là toàn tập các bạn. Cái này là 7 con nè, thăm 6 cái lồng được 7 con, còn những cái mà không dính mình không có quay các bạn. Cái này chắc có 2 cái mấy gần 3 ký các bạn. Rồi đó đêm thôi lâu. Bữa nay là trúng hổ hổ hành hên toàn tập các bạn.
chỗ mới mà, chỗ mới thì nó lại chỗ mới các bạn, nhưng mà hái chuột là tụi mình cũng thu bảy luôn. Được, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Các Thời Gian. Bạn nào yêu thích nhớ bấm đăng ký nha các bạn, bật thông báo để xem những video tiếp theo. À, cảm ơn các bạn. Rồi, cũng gói về thôi các bạn ơi. Cũng gói về các bạn ơi. Lên đường nào. Hành trình cùng đam mê. Ô, mình...